Ủa? Sao có gì vậy? Cái gì vậy? Mày cái gì vậy? Có lẽ cái gì mà con tụi mấy đứa bàn trò gì mà lấy quần áo của em Bông rồi trẻ em Bông bỏ trong giường ngủ em Bông đâu? Dạ thì ý á là hôm nay á là Bông nó qua nhà bạn nó chơi. Mà con sợ mẹ lo nên đâm ra á là con mới dễ em cá này để về kêu là em Bông nha, chứ thật ra Bông nó xin phép con là qua nhà bạn chơi mà cũng sợ mẹ không cho. Chết rồi, cả nhà ơi, bây giờ á tình hình á tuy là anh Sen đã có thể câu kéo thêm thời gian là một ngày nữa, nhưng mà Hiền nãy anh có nói với mẹ á là trưa ngày mai là anh đón Bông về thì mình chỉ còn có thời hạn tới trưa ngày mai thôi. Đó. Vậy thấy không, nó lấp ló cái chỗ cái xe đó. Rồi, cả nhà coi kìa. Ủa? Sao mà cái tên này cứ đi xung quanh nhà anh Sen kìa cả nhà. Ủa? Nó còn dọn dòng nên nó quay sát nhà anh Sen nữa. Ủa, tên này là ai ta? Bây giờ chị cho Su ăn tối nha Su. Su ăn đi. Trời ơi Su ơi, chị nhớ hồi xưa á là có em Bông á, là em Bông ngồi bên đây ngồi cạnh Su nè, chị vừa đút cho Su ăn mà chị vừa đút cho Bông ăn nữa. Mà Su nhớ không, hồi đó em Bông em còn nhỏ cho nên em Bông ăn nhiều hơn Su. Mỗi lần chị đút cho Su ăn á là em Bông cũng ngồi bên cạnh em Bông suối, em Bông đòi ăn của Su à. Su có nhớ không? Bây giờ là đến giờ ăn rồi, bây giờ chị sẽ cho hai đứa ăn ngang. Bữa nay á là chị Hiền có một cục thịt siêu to siêu khổng lồ luôn nè, thích không Su? Bông thích không? Ô trời ơi, Bông cũng thích này cả nhà thấy chưa? Bây giờ chị sẽ đút lần lượt cho hai đứa nghe. Đây. Rồi, đứa này cũng có phần hết á. Đây Bông. Chú cha, bữa nay Bông cũng ăn rồi hả? Nè, cho Bông một cục lớn luôn nè. Bây giờ nghe. Bây giờ đứa nào ăn thì từ từ. Đứa nào? Từ từ bình tĩnh chưa? Bây giờ á cả nhà, đứa nào mà muốn ăn cục thịt đây á là phải thực hiện mà cái tài năng liệu của mình thì chị Hiền cho đứa đó ăn nghe. Bây giờ đứa nào ăn? Ok, cho Su ăn. Bông có nói không? Bông có ăn không? Bông ăn không? Bông từ từ, bông lên to lên, bông ăn không? Từ từ, để nhường cho em Bông đi, mình lớn rồi mình phải nhường cho em Bông chứ. Bông ăn không? Ok, rồi cho Bông một miếng nè. Ok, bây giờ đứa này bắt tay là ăn nghe. Bắt tay. Chị xuống nhanh hơn cả nha. Đây. Bông, bây giờ Bông bắt tay. Bông bắt tay. Bắt tay. Rồi cho Bông một phần. Bây giờ đứa này ngồi hai chân lên là được ăn nè. Chưa? Trời ơi Su, Bông, bây giờ chị nói nè, ngồi hai chân lên là được ăn nè, ngồi hai chân lên. Đó vậy nha, thấy rõ chưa? Đây, cho thưởng nha mọi đứa một phần. Cả nha, tuy là Bông về sau á, tuy nhiên Bông cũng giỏi lắm cả nha. Bây giờ, Bông. Rồi, cho Su một phần. Bông ăn không? Bây giờ Bông ăn thì Bông phải nói chị, Bông ơi. To lên. Ô, đây. Đứa này cũng thèm ăn á, Su phải nhường cho em chứ. Đây. Đúng rồi, bữa hồi đó Su còn nhường cho em Bông ăn nữa mà. Tại vì Su là chị á, cho nên Su thương em Bông, Su nhường cho em Bông ăn đúng không? Đó, còn bây giờ có một mình Su à, Su có buồn không? Lúc mà bây giờ Su có buồn không? Nếu mà bây giờ có em Bông đây, Su có nhường cho em Bông ăn không? Có hả? Su nói á là bây giờ mà có em Bông ở đây là Su nhường cho em Bông hết một cái cục này luôn đó. Mọi người ơi, nãy giờ á mình đút cho Su ăn mà Su không ăn cả nha. Tại vì Su nói với mình á là bây giờ em Bông không có ở nhà, Su buồn quá cho nên Su cũng không muốn ăn luôn mọi người. Nên mọi người, bình thường á mà mình đưa cái cục thịt này cho Su là Su thích ăn lắm, tại vì đây là món khoái khẩu của Su. Mọi người nhìn nè, bây giờ chị Hiền á, nãy chị Hiền kêu là Su ráng ăn đi để có sức ngày mai đi tìm em Bông mà Su cũng không ăn cả nha. Cả nhà nhìn nè, là bình thường á là cái cục thịt hay này á chỉ cần Su ăn một láng là xong thôi. Tuy nhiên bây giờ á Su nghĩ đến em Bông ở ngoài đường cả nhà, chắc chắn là tối nay á là em Bông sẽ không có cái gì ăn đâu. Em Bông sẽ bị đói bụng ở ngoài đường cho nên Su thương em Bông lắm. Su muốn để dành cái phần thịt này để chờ khi nào mà em Bông về nhà để em Bông ăn nữa cả nhà. Cả nhà thấy chị Su có thương em Bông không? Yên tâm đi Su, sáng mai á khi mà chị với Su sẽ dậy sớm để mình đi tìm em Bông, chắc chắn là mình sẽ tìm được em Bông, cho nên Su đừng có buồn nữa nha. Còn về phía em Su lúc này đó cả nhà cũng đang rất là nhớ em Bông. Trong lúc mà Su ngồi học bài á thì Su nhớ lại cảnh ngày xưa lúc mà còn có em Bông ở cạnh, Su đã chỉ bài cho em Bông học. Những bài toán nào khó Bông không biết làm, chị Su đều tường tận chỉ cho Bông để Bông có biết cách giải đó cả nhà. Này hai đứa, bây giờ anh có công chuyện, hai đứa cố gắng giải bài đi. Xíu nữa về, đứa nào làm đúng anh thưởng cho. Đề đây hơi khó.
Có gì á là Su giúp Bông nha. Được chưa? Hướng dẫn cho em Bông làm với nha. Rồi đề đây anh để nè. Rồi ok. Rồi giải đi nha. Khi mà anh xin ra đề á thì Su liền chỉ cho em Bông làm những phép toán cộng như là 3 + 1 = 4, 2 - 2 = 0 đó cả nha. Những gì mà em Bông không hiểu thì đều được chị Su chỉ một cách tường tận nhất. Sao rồi? 15 phút rồi đó, hai đứa làm xong bài hết chưa? Su làm được chưa? Su làm đúng chưa? Đúng rồi hả? Đây, được rồi, anh kiểm tra thử coi. 3 + 1 = 4 đúng. 2 - 2 = 0 đúng. Ờ, giỏi á, Bông được 10 điểm. Nè Bông, Bông ngồi dậy. Giỏi á, được á, chị Su dậy Bông giỏi á, 10 điểm được á. Còn bài của Su, 5 × 2 = 10 đúng. 4 × 3 = 12 đúng. Giỏi, được á. Su dạy cho Bông làm vậy là tốt á. Đó, bữa sau cố gắng có cái gì đó là chỉ cho em Bông làm với nha. Em Bông còn nhỏ không biết cái gì á, là Su lớn Su chỉ cho Bông nha. Thương, chú chàng thương lắm á. Vậy mà bây giờ mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm thôi cả nhà. Bàn học bây giờ chỉ còn lại có một mình Su thôi. Không biết liệu rằng bây giờ tình hình của em Bông như thế nào. Nhưng mà nhìn Su á thì anh Sen biết rằng Su đang rất là buồn và nhớ Bông đó cả nhà. Nhanh hả? Tôi đi vô ngủ. Ngủ đi rồi mai mình còn đi tìm em Bông nữa. Rồi đi em Dương. Dương Su đâu? Dương Su này, Dương Su Dương nào? Dương Su Dương nào? Dương này Dương của Bông mà. Hả? Sao? Trời ơi, Su nó nhớ Bông cả nha. Dương này đáng lẽ là Dương của Bông nè. Mà sao bình thường là Su không bao giờ qua Dương của Bông đâu. Mà bây giờ chắc là Su nó nhớ Bông quá nên là nó cứ qua Dương của em Bông vậy đó. Dương của Su Dương nào? Quay qua Dương ngủ đi. Ừ, đúng rồi, Dương của mình đó. Thôi được rồi. Rồi nằm. Thôi được rồi, đây. Nằm đây. Nằm xuống. Rồi, anh đắp mền cho. Anh đắp mền cho ngủ. Biết rằng á là Su đang rất là thương, rất là nhớ Bông đúng không? Nhưng mà thôi, anh cũng dạy. Bây giờ á, Su nằm ngủ đi để có sức ngày mai dạy anh đi kiếm em Bông cho nha. Nhưng mà tội ghê á. Còn đây nè cả nhà. Đây á là giường của em Bông nè. Bình thường á, anh Sen là người sẽ đưa cho Su Bông vô ngủ, sau đó anh Sen mới lên trên giường của anh Sen ngủ. Nhưng mà Bông á, sau khi đi học đã bị mất tích rồi cả nhà. Mà cả nhà biết là đây là giường của Bông. Bây giờ không có Bông á, thì không có ai nằm ở giường này hết. Chắc tối nay là một đêm dài đó cả nhà. Su lớn là Su tự biết vô giường đi. Vô đâu? Giường của Su giường nào? Giường của Su giường nào? Giường ngủ đi. Đúng rồi, giường của Bông. Show về ai cũng biết giường của mình hết cả nhà. Rồi, anh dậy sao? Su nằm xuống. Ngủ. Đúng rồi. Đây. Sau khi Su vô giường anh sẽ đắp mền cho Su. Hả? Còn Bông? Bông giường nè, Bông nằm xuống. Rồi Bông ngủ đi. Ai giường của Bông đây? Thôi kìa, nói thiệt đó nha. Anh thương hai đứa nhiều lắm á. Tối nào á là anh cũng phải canh hai đứa ngủ anh mới đi ngủ đó. Ờ, rồi nằm đó đi. Biệt nữa. Đây nè Bông, anh biết á là Bông khó ngủ. Đó, Bông phải có cái đồ chơi của Bông là con gấu Bông. Con bạch tuộc này Bông mới ngủ được đúng không? Thôi kìa, nãy giờ anh quên mất nè. Đó, ôm bạch tuộc vô đây, ôm bạn của Bông vô đây. Rồi, đây ôm bạn vô. Rồi, ngủ nha. Chù chè, anh xin chúc hai đứa ngủ ngon nha. Hôn cái. Rồi, nằm xuống. Rồi, xuống đâu hôn cái. Rồi, nằm xuống đây. Rồi, bye bye hai đứa nha, ngủ ngon nha. Sáng mai xuống đưa đi học, ok chứ. Trời ơi, nhìn con gấu Bông này anh xin nhớ quá. Đây là bạn thân của Bông nè, Su. Thôi bây giờ mà có Bông ở đây thì tốt biết mấy nhở. Không biết là bây giờ ở ngoài trời á, Bông ở đâu, có bị ướt hay không. Trời thì đang mưa như thế này, không biết Bông có lạnh không ta. Hả? Rồi Bông có ăn cái gì vậy không? Từ chiều tới giờ Bông không có gì bỏ vô bụng hết. Bông còn nhỏ vậy, Bông lỡ Bông bị ướt thì sao ta. Tội Bông ghê á cả nhà. Bông đắp mền vô Su. Bây giờ anh chỉ còn có em thôi á. Ngủ đi nha. Đừng có lo gì hết á, mai anh tìm Bông về cho. Bây giờ cả nhà, trời á thì tối mà không biết á là em Bông bây giờ như thế nào nữa. Đó, anh xin lo quá à. Tối nay mà anh Bông ở nhà, Bông ở ngoài đường á thì không biết á là Bông sống sao đây cả nhà. Ô cả nhà, cả nhà. Nhi ơi. Cả nhà nhìn xuống kìa. Hình như là có ai đang theo dõi. Nhà xe nhiều á. Đúng rồi cả nhà. Hình như là có cái tên nào nó đang theo dõi.
nhà anh Sen đóng cửa rồi. Mẹ tại sao bây giờ có cái kẻ nào rất là đáng nghi dùng ống nhòm nhìn vô nhà anh Sen? Bây giờ để anh Sen kiểm tra lại thử coi có phải không. Đúng rồi cả nhà coi kìa. Ủa sao mà cái tên này cứ đi xung quanh nhà anh Sen kìa cả nhà. Ủa nó còn dùng ống nhòm nên nó quan sát nhà anh Sen nữa. Ủa tên này là ai ta? Cả nhà coi nè, anh Sen quay cho cả nhà coi nè. Hả, cả nhà thấy không? Hả, nhà anh Sen đóng cửa hết luôn rồi. Mẹ nó lại xuất hiện ở đâu nè cả nhà? Hay là có người tới báo tin cho anh Sen ta, để Sen coi thử. Thằng đó đi đâu vậy cả nhà? Chết rồi, nhà anh Sen đóng cửa mà đi đâu xét vô cửa. Bây giờ anh Sen không quét sáng được nữa. Không thấy nó luôn cả nhà. Được rồi, bây giờ phải chạy xuống dưới để coi thử là thằng đó là ai. Có khi đó là cái người tới báo tin cho anh Sen là tìm thấy bông rồi cả nhà. Ôi, đi xuống, nhanh lên. Hình như là có người tìm được bông rồi Su. Đi xuống, nhanh lên. Cả nhà, có khi là có người tìm được Su, thông báo cho anh Sen nè. Nhanh lên, đi xuống bông. Nhanh lên. Ủa mẹ. Mẹ ơi, con. Cái gì vậy con? Dạ không, có gì đâu mẹ, không có gì đâu. Dạ rồi. Vậy rồi. Chết rồi cả nhà. Anh Sen quên mất là anh Sen nói với mẹ là bông qua nhà bạn ngủ. Mà anh Sen nếu mà thông báo cho mẹ là bông bị mất tích chắc chắn á. Là mẹ phát hiện ra là anh Sen nó xạo. Thôi bây giờ một mình anh Sen để ra coi thử là cái người đó là ai. Cả nhà, anh Sen nhìn qua cái cửa này thì không thấy bóng dáng cái người đó đâu hết. Không thấy đâu hết cả nhà. Rồi hồi nãy là anh Sen thấy mà ta. Cả nhà, cả nhà nhìn thấy không? Hả? Nó đứng ở chỗ cái xe đó. Nó đang cố gắng quan sát nó cả nhà. Không nhìn được không? Đúng rồi. Nó đó. Cả nhà thấy không? Nó lấp ló ở chỗ cái xe đó. Rồi, giờ anh Sen thì mở ra coi thử lên. Thằng đó là anh nhìn cả nhà. Ủa, rõ ràng là hồi nãy anh Sen thấy nó ở đây mẹ ta. Ủa, rõ ràng là hồi nãy anh Sen thấy cái thằng đó nó đứng ở đây nó quan sát mà ta. Không có luôn cả nhà. Vậy, chết rồi cả nhà, bây giờ rất là đáng nghi luôn. Rõ ràng là hồi nãy chính mắt anh Sen với lại là Su nhìn thấy luôn. Là có kẻ đã đứng trước nhà anh Sen dùng cái ống nhòm nhìn luôn. Hồi nãy anh Sen cũng quay cho cả nhà xem nó. Có khi anh Sen nghĩ á, có khi nào người đó là người tới báo tin cho em Bông nhưng mà họ sợ cả nha. Nên hôm nay lúc anh Sen ra họ bỏ chạy mất. Được rồi, thôi bây giờ á anh Sen nghĩ nếu mà người đó tới báo tin á thì chắc chắn luôn. Nếu mà họ đã tới một lần thì họ sẽ tới lần thứ hai. Nên bây giờ anh Sen coi ra anh Sen đợi đi để xem người ta có tới lại không nha cả nha. Ok.